mày chưa à? Còn sú không hay cha? Bốc hơi mùi thơm lên đi cha. Ra sao thơm không? Em kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Con chào ông bà cô chú nha. Hôm nay thì em cũng mới xuống lúa sổ cái bữa đầu tiên đi cô chú anh chị. Hai cha con em tranh thủ buổi sáng thì mình đi thăm là có tôm này vô cho kịp lấy bán nha. Em quay lại một đoạn video gửi đến cô chú anh chị mình xem. Cha con em mến chúc cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nhé. Rồi hai cha con em xuất phát đây. Hai cha con mình đi thăm hay xem thu hoạch thế nào hay không? Dạ. Biết ơn may mắn hơn mẹ hay sao cha? Biết ơn may mắn hơn người ta. Còn thấy gì chưa? Thấy đục nó rung chưa? Đó. 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 Cái này bông nó lạnh luôn này. Ôi ôi, có tầm số kìa cha. Con này con. Đó, đó. Ít nhất cũng ra cũng phải vậy chứ. Con nè, con nè. Mày chưa? Còn sú không hay cha? Sú rồi không ơi. Đúng là bữa nay đổi tay có khác mà. Nè cha con mình lụm lúa rồi đó. Này nay buổi trời đẹp mà mình đi theo thì nó may mắn quá ha cha. Trúng mánh luôn ha. Nha. Yeah. Vô một khúc rồi một. Mày chưa. Cầm thăm gì mấy mẹ này. Cầm đầy tay luôn hả cha? Cầm đầy tay. Cái nào mà cũng được gì là hết rồi. Anh hai cha con mình thơm như mít luôn. Chuẩn bị cái lúa này nữa nè, có lụm lúa không nè. Chém quá xa. Sao rung đục nữa hả? Rồi rung đục nữa con này con này. Bạc. Rồi gạo nữa rồi chứ. Nghe chưa? Chút mình bán ít gần ít nữa, hay cho con mình luộc nước dừa ít ha. Chơi không? Chơi luôn chơi. Nè, thì con thẻ bự quá. Đây là sú. Nhiều
mê chưa? Mê quá trời, nửa xô luôn rồi chưa. Nữa hả cha? Ôi ôi. Nay gạo hoài luôn chơi. À cho con bữa nay vô mấy. Chịu quả hơn là phải không? Dạ đúng rồi. Tiếp tục cho qua cái lúa bên này luôn. Dạ. Cho bơi qua cái lúa bên này luôn. Tới giờ thì chỗ này nát hay không? Dạ. Cũng vẫn rung đục luôn. Cái này cũng bọn nè. Có cá nè. Có cá nữa chà. Xuống nhỏ thả. Xuống nhỏ mình bán luôn. Thả nhiêu đây. Hai cho con em đi thăm lú xong giờ vô nhà em lựa tôm cho cả nhà. Ai công nhận nặng thiệt chứ, dùng đến hai tay luôn. Bữa nay nghe nặng hả con? Dạ. Rồi con đổ ra con lựa đi con. Wow. Đầy ấp luôn rồi nha. Đây. Tôm này nhiều quá. Cái này mừng ngày lâu rồi em mới có tôm gì đây cả nhà. Nhận con với cha đi là may mắn dữ thiệt chứ. Vì hai cha con mình phải hợp tác mới được hay con? Dạ. Giờ mình lựa tôm nhỏ ra coi. Lựa mấy tôm nhỏ. Tôm nhỏ một chút mình lựa. Còn tôm lớn mình để mình bác. Nha, xuống tôm nhỏ như này con lựa. Này được ít tôm này, hai cha con em lựa tôm nha nhà. Tôm bự. Cá để vô luôn không nha. Mình bán còn tôm nhỏ thì mình luộc ăn nha. Con cá con bỏ chung vô đi.
con lấy cái son chút, chút xíu mình lấy cái son mình bỏ mình vô được. Cái này là con lựa xong rồi phải không? Dạ. Yeah. Lựa được nhiêu đâu? Bao nhiêu đây hả? Rồi con bỏ vô son này, bỏ son mình luộc. Mấy cá con lựa găng. Này cho con nhiêu đây luộc, nhiêu đây là xỉn, xỉn mồi đó con. Điểm tâm buổi sáng hay chưa? Điểm tâm đi. Còn không thì chút mình ăn cơm luôn. Rồi con rửa, con bơm nước rồi con rửa đi. Bữa nay có hai cha con em nhà, trong nhà ấy. Sáng hai cha con đi thăm lũ rồi làm món ăn sáng luôn nha. Tôm tươi sống vậy ăn nó rất là ngọt nước cả nhà. Trời ơi, bố. Cái con đậy để đại đi không sao. Wow, quá xá cái kia. Tôm này. Nó bốc hơi mùi thơm lên đấy cha. Quá xá thật là thơm luôn ha. Dạ. Yeah. Tôm mình bắt lên tươi sống thì mình luộc là quá đỉnh luôn cả nhà. Buổi sáng của hai cha con em thì tôm luộc chấm với muối tiêu chanh. Đây thì dưa leo với rau chấm thịt kho nha. Sau khoảng thời gian hai cha con em đi thăm lú bây giờ cũng luộc được dĩa tôm cả nhà ơi. Còn tôm lớn thì hai cha con em bán nha. Em mời cô chú anh chị cùng dùng tôm với cha con em nha. Con mời ông bà cô chú dùng tôm với hai cha con nha. Con thở nè. Cảm ơn cha. Con lột đó. Tôm mà mình bắt lên còn tươi sống thì mình ăn nó rất là ngon nha cả nhà. Còn mình qua ướp đá thì ăn không có bằng. Dùng ớt này nó cay cay cái tới luôn. Ăn vậy mà ngon không cho? Đúng rồi. Mình nhân vậy thấy cũng ngon. Cứ bữa ăn giữa tâm làm tới đi thằng con. Dạ. Ăn cặp ăn tâm cho mạnh mạnh vô. Hai con mình ăn mạnh mạnh nuôi hết. Nước lạnh nguyên con. Để mấy con bự là nước nguyên con nguyên con. Nhưng thôi là dĩa tôm này mình xử không hết ạ. Hôm nay thì nói chung cái tôm này thì mình bắt ở trong vuông có sẵn nha nha. Nên cũng đỡ phần tốn kém nha. Có thịt thì mình mua thôi. Con thử hết dĩa này không con? Hên thua cha. Hên thua em quá nhiều hả? Tôm nó dẻ hết biết hả? Dạ.
Hôm nay thì cha con em chia sẻ tới đây nha. Thì cái cảnh vùng quê thì em biết gì em chia sẻ nấy nha cả nhà. Giờ anh cha con em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Con hẹn gặp lại ông bà cô chú vào video sau nha.